Những bạn nào điểm chưa hiểu chỗ nào ta rành tập trung cho cô để chúng ta nắm bắt vấn đề. Bài tập số 1 đó là khoanh tròn tư à tròn đáp án có phần gạch chân phản âm khác. Và ba cái phần này, ba cái bài này thì cô kiểm tra. Thứ nhất ở ngắn ở dài là của unit 1, là câu 1. Kiểm tra đuôi ý đi là của unit 3 và kiểm tra đuôi phơ vơ thì đó là của unit 2. Đó, nó nằm tròn vẹn trong ba unit là ba câu này các bạn ạ. Câu số 1 bạn nào làm được với comment số 1 vào hộp chat, làm và giải thích được comment vào hộp chat nào. Đấy, phát huy năng lực của chúng ta. Nãy cô lờ làm sai, bây giờ cứ theo ý kiến của mình mà xung phong, đừng có ngại gì ạ. Mời bạn Như Ngọc, em chọn đáp án nào. Dear teacher, B. À, B. Em đọc thế nào? Đọc cả hay đọc chập B cơ? Em đọc chậm bé à, em đọc thế nào? Ý thế nào? Nó đọc cả ABCD, nó đọc Ờ, chập em chọn B. cách nào mà ra được bé? B là, em đọc là provide, Ừ. là âm Âm gì? âm âm ổ. Ờ, trong tiếng Anh nó có khi mô phiên âm ra âm ố nếu em ạ. Trong ấm nó rơi vào âm tiết thái thì chữ ó ở đằng trước nó phải thành âm yếu. Âm yếu là thành gì Ngọc? Ờ nhá. Rồi á đọc thế nào? Á em làm nào? Service Ừ, em nghe âm gì? âm ở. Rồi rửa giọng bên này à, rửa giọng bên này à. Rồi được rồi, em cũng nghe thấy kìa. Cô xế em đọc cái nào? Maturity Ừ, em nghe âm gì? âm ở. À, âm ở. Rồi. Cô dễ đọc cái nào? Alternate À, âm gì? âm ở. Ờ. À, bây giờ em đọc sai nên kết quả sai rồi, đúng không? Rồi, mời bạn Hồng Sen. Em chọn là bạn nào? Tôi có làm cho nè. À, không em? Vì sao? Tôi Vì biết sao? à. Nhưng là sao làm là ưa sai con bà dạy con bà là ưa nhận. À, ba cái còn lại ơ ngắn. Ba cái cách nhận diện ở ngắn ở dài. Thì cách nhận diện thế nào? Em có biết rất ngoài đã. Khi đọc xong rồi ta nhận diện thế nào? Thì cứ nghe ở cả thì phải nhận diện thế nào? Bởi vì là cố nặng là chấm cộng một trường hợp là mẹ ồn hoặc é rơ chấm tư é rơ có tầm nào. Dài chưa chắc đâu em ạ. À, R có lúc vẫn là ơ ngắn. Mời Bảo Châu 16 giải thích nữa. Em về sử dụng bàn của Các bạn quên một điều cô đã nói ở cái cách nhận diện của ơ ngắn ơ dài. Ai bật mic nói được luôn không? Khi ta nghe đọc đều nghe âm ơ cả, làm sao ta biết đó là ơ ngắn, đó là ơ dài? em Đó nói. thấy có là những cái đoàn có nói là nó có cái đoàn em Em ơi, em ơi, có đâu, đâu, đâu. Khi chúng ta phát âm là ơ, từ mà một âm tiết thì luôn luôn là ơ gì? dài À, luôn luôn là ơ dài. Ví dụ bird, burn, ví dụ girl, ví dụ là learn. Đây, từ mà một âm tiết nghe âm ơ thì đó luôn luôn là ơ dài. Đó là cách nhận diện thứ nhất nè. Cách nhận diện thứ hai rất là quan trọng, đó ta dựa vào trọng âm. Khi âm ơ mà không có trọng âm rơi vào thì đó là ơ gì? âm Ơ ngạn ừ, ngắn. Khi âm ơ có trọng âm rơi vào thì đó là ơ gì? ngạn Ơ dài, nhớ nhé nhỉ. Từ mà hai âm tiết trở lên mà ta đọc nghe ơ, nó chỉ được gọi là ơ dài khi trọng âm rơi vào nó. Đây, từ này ta đọc là service, service. Và nhìn vào đấy thì âm một này là trọng âm nên là ơ này phải là ơ dài nhá. Còn ở đấy hoặc là có loại trừ, nếu đoạn này ta không đọc được thì ta loại trừ này. Provide thì ở đấy trọng âm rơi vào âm tiết thái thì ơ này chính là ơ ngắn.
hoặc là mưa chúa rồi thì trong ấm rơi vào chúa thì nên ở ở đấy đâu nghe trước này là phải ơ ngắn orphanage với ó là trong ấm thì ở này phải là ơ ngắn vậy bá ơ ngắn rồi thì đấy chắc chắn là ơ dài đi đọc nghe ơ và nghe ơ dài đó ta dựa vào từ hai âm tiết trở lên nếu đọc nghe âm ơ ta dựa vào luật trong ấm để nhận diện ra được ơ ngắn ơ dài rất là hay các bạn ạ và khó này cả câu này nó cũng khó này. Câu này tâm đại học xử lý cũng nhiều bạn xử lý không được đâu. Câu số 2, ai làm được comment số 2 vào hộp chat. Khánh Chí được mấy điểm em? Dạ em được 7,75. Ok. Mời bạn một người bấm một lần rồi Thùy Anh nào em cho đáp án nào. Em thì có là em cho đáp án giấy. À dễ à, đáp án dễ là quy tắc mấy Em thì có là quy tắc 3. ừ, con là quy tắc mấy À, con này là quy tắc một ạ. quy tắc hai quy tắc hai có bốn đuôi quy tắc một có 11 đuôi quy tắc ba là con lài đó vậy là nhìn vào cái đó. Câu một này có 15 màn sáng này trong đó có Nhớ Ngọc, Bảo Minh, Kiêu Tráng, Bảo Ngọc, Quang Ánh Thơ, Bảo Trâm Ngọc, Anh Văn Tụ, Ngọc Trâm đấy rất nhiều câu hai mà vẫn cứ có đến 7 bàn sải các bạn quên mất quy tắc đọc đuôi e đế nữa Thiên Nhí, Bảo Châu, Bảo Ngọc à, Ánh Tụ, Hà Linh Thảo à, Minh Quân, Thiên Phượng nó vẫn đang quên quy tắc đọc đuôi e đế cái quy tắc đọc đuôi ấy đấy nhưng mà bữa cô chưa và đã dài rồi bây giờ cô không nói lại nữa tiếp theo câu số 3 ai làm được mời comment số 3 vào hộp chat nào ai làm được câu số 3 mời comment số 3 vào hộp chat rồi mời bạn Bảo Châu 16 Em thưa cô em trên ấy. rồi ấy ấy phát âm nó đọc cái nào Avoid. vậy ở đây phát âm nó chữ nó phụ âm gì Vơ của rồi cô bé đọc cái nào Left. ừ, phát âm phụ ở đấy phiên âm thành gì Phơ. à phơ ở đấy Left. à cùng phơ ở đấy Of. à cùng phơ luôn đúng không Dạ. rồi ái có ý kiến khác mời comment tiếp số 3 rồi, mời bạn Ngọc Hà Em cứ cố là em cho sẽ rồi vi sáu cố vi bà tư nữa là đọc là âm vơ à được rồi âm vơ con lại là âm gì cô sẽ âm gì à sư. âm vơ ta chú ý này của ái đâu ta đọc là ờ ở cuối cùng này chữ phơ phát âm thành v v ở và từ này nó không mà phơ được em từ này đọc là live live rời khỏi con này là avoid con từ này mới đọc đúng là left left này vậy ở đây phải là đáp án C là khác đó. Đưa cái từ này vào thôi nó bị khó này đúng không hai chữ phơ vào hai chữ phơ vào bên này hai chữ vơ nếu ta không biết cách để mà đọc chữ cái này thì sẽ không làm được đến ở câu ba là đáp án C C câu này khá hay rồi câu số 3 có đến 19 màn sai giống đọc được cái từ ở ở ta cứ tưởng là ở không có bao giờ đọc như thế đâu ở ở ok rồi từ đơn giản từ hay gặp đúng không từ thường xuyên gặp luôn những cách đọc của chúng ta lại bị sai nào có số 4, có số 5 là trọng âm tìm đáp án có vị trí trọng âm khác mời bạn đăng danh ở số 4 em cho đáp án nào đăng danh đã bật mic được đâu đúng không Dạ, em được gọi là em cho đáp án C. rồi sẽ trọng âm đưa vào âm tiết mấy Dạ, âm tiết mơ có. à, con lại rơi vào âm tiết mấy Dạ, hai. vì sao á lại rơi vào âm tiết hai
Em đang là activity. Dựa vào cách đọc à? Có cách nào nữa không em? Rồi cô bế đọc thế nào? Remember. Cùng làm được hai. Cô sẽ đọc thế nào? No. Collection. Rồi cô Collection. sẽ có quy tắc gì không em? Example. Ở đấy máy mạnh cho em là em đọc được ba cái đáp án này nên nó ra được trong ấm, nên loại trừ thành đáp án còn lại. Thế bây giờ họ mà yêu cầu em chọn đáp án này à, tìm trong ấm của đáp án này, em tìm ấm tiết một là lại sai. Vậy sai không sao cả, bây giờ cô sẽ sửa này. Cách một theo dánh đọc vì cái lời thể là đọc được nên nó cũng ra được trong ấm này. Nhưng nếu mà ta thấy từ dài có tần cung y dài thì quy luật như thế nào cả lớp? Quy luật thế nào? Có ai biết không, như Ngọc nói đâu. Từ mà có tần cung y dài thì luật trọng âm thế nào? Đếm từ 6 ra trước. Đếm từ 6 ra tiết trước đến ấm tiết thứ mấy? Đếm âm tiền có chữ ấy. Ấm tiết thứ ba. Âm Từ tiền có ba ấm tiết trở lên có tần cung y dài mà không phải là đuôi lý này này. Thì cứ đệm từ 6 ra trước đến ấm tiết thứ ba thì trọng âm rơi vào nó. 1, 2, 3. Đó. Ngon, luật trọng âm của đuôi này là gì đó? Cứ thấy đuôi sân thì như thế nào? rồi vào tiện tự Trọng âm luôn tiện rơi vào tự ấm tiết trước nó. Được chưa? Vậy hai cái này đã tìm theo quy luật được rồi. Cái này ta đọc nữa là được đúng không? Remember thì ra được ấm tiết hai. Rồi tiếp tục câu C này, ta cũng có một cái quy luật các bạn ạ. Từ mà có tần cung là e này, e e té này, e e té, e e té hoặc o, e e té hoặc o thì trọng ấm rơi vào chỉnh ấm tiết chữa nó. Volunteer, afternoon, Vietnamese. Đấy, trọng ấm nó rơi vào chỉnh cái ấm tiết chữa nó, vậy ấm tiết cuối luôn. Vậy 2, 2, 3, 2. Yeah. Rồi, câu thứ 5. Ai làm được mới comment. Nằm vào hộp chặt. Phương nghĩ được mấy điểm em? phải phải nắm không? Rồi. Làm vào không đúng giờ giấc nên nó làm lật đật này. Không hiểu quả. Rồi, mời bạn Như Ngọc. Câu số 5. Trong ấm mở rơi vào đáp án nào khác? Em cho câu à. Rồi vì sao? Là vì là trong ấm rồi vào ấm thứ hai. Em đọc thế nào? Avoid. Avoid đã dựa vào cách đọc hoặc khí chúng ta đọc ra rồi mà ta không nghe được cái ấm huyên ngang sắc kia thì ta chú ý ở đấy có nguyên âm đối. Ở đâu có nguyên âm đối, ấm tiết nào có nguyên âm đối trong ấm thường rơi vào nó. Cô bé đọc cái nào? À, dấu gờ. Âm tiết mấy? Sinh nhật. À, âm tiết nhất. Rồi, từ này. Em đọc cái nào? Soi bình. Cùng âm tiết một. Từ này còn có một cái quy luật nữa. Đấy là một dánh từ ghép. Nó ghép hai dánh từ đơn, soi và bin. Thì trọng âm rơi vào ấm tiết thứ nhất. Từ này cũng vậy, từ đó house nó ghép giữa hai dánh từ đơn là đó và house thì trọng âm rơi vào dánh từ đơn duy nhất. Vậy đấy là một 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 hai thì đáp án là A. Đó. Vậy có xem câu số 4, số 5. Số 4 chỉ có hai bàn sai, chứng tỏ là nhiều bạn làm rất tốt rồi. Là hiểu được quy luật, số 5 cũng chỉ còn 5 bàn sai. Vậy là ổn đúng không? Vẫn trọng âm như vậy là cơ bản là tốt. Rồi ok em, đi nhanh em. Tiếp tục sang câu số 6. Rất nhiều bản sai. Ta biết sai là vì rắn rồi đó. Mời bạn Bảo Trang đó. Em chọn đáp án nào? Được rồi, em cho nó bán bỉ. Rồi. Câu hỏi câu số 6 là thi nào em? Giờ thì anh thầy đợi. Dựa vào đâu? Giờ vào every Saturday À, giả sử không có every, cô vứt đấy đi thì ta chỉ ở thi nào?
Dạ chị ở đây đã tiếp liền. Vì sao? Vì có chữ playing. No. Chả liên quan gì cả. Nó vẫn luôn hiện tại đớn. Rồi. Rửa hiện tại đớn thì ta loài cái này đúng không? Dạ. Tại sao tròn bế mà không tròn á? Như tay my brother có chữ ẹt đó. Ẹt là số nhiêu thuộc nhóm ẹt mày? Dạ. Đồng tư như nào? Đồng tư để Nguyễn. À đúng rồi. Rồi nhiêu nó thuộc nhóm ẹt một thì còn đồng tư nguyên thể. Rồi. Bây giờ cô giải thích tiếp cho em và cả lớp biết này. Đấy là cô thử thêm thôi. Đấy là không có every là nhận nhìn rất là rõ ràng rồi để các bạn biết rằng đó là hiện tại đớn nên loài ngay được đáp án sẽ dễ. Những câu hỏi thêm một cái câu là giả sử có vứt đi cái này thì nó thì nào, thế là bạn lại nhầm sáng hiện tại đất diện hỏi vì sao, vì có playing, playing nó liên quan chỉ đến tiếp diện ở đấy cả. Playing tại sao playing như đấy là bởi vì đứng trước có động từ in gió thì sau đó có bất kỳ động từ nào động từ đó cũng phải thêm ấy. Và vì sao câu này không được chỉ ở hiện tại tiếp diễn, ai biết. Giả sử cô vứt cái vệ đứng sau đi, câu này vẫn không được kia ở thi hiện tại tuyệt diện. Vì sao ai biết? Mời comment cho 6 tiếp. Mời bạn Phương nhé. Anh thì có là đầu là những động từ chỉ cần sự sụp xạ. Ừ, đúng rồi. Những Rồi. động từ chỉ lý trí tình cảm cảm xúc xúc giác. Nó không dùng để mà diễn, nó không được chỉ ở thi hiện tại tiếp diễn. Mà phải chỉ ở hiện tại đớn. Và hơn nữa thế này này, ta hiểu cái bản chất của thi hiện tại tiếp diễn á là nó phải dùng diễn tả hành động nhá. Nó phải diễn tả hành động, hành động như nào? Hành động đáng diễn ra. Ngay bây giờ chúng ta đang học tiếng Anh, nghe kia có ai đó đang đang hát, nhìn kia họ đang chạy, vân vân. Bây giờ là mấy giờ, anh ấy đang xem tivi, vân vân. Vậy đã là thầy hiện tại tiếp diễn là phải diễn tả hành động đáng tiếp diễn. Mà nói tôi thích như thế mà nó chẳng lẽ này nói anh trai tôi đáng thích chứ. Một ngoái nói như vậy, đó đâu phải hành động. Thích đâu phải là một cái hành động, mà nó là một trạng thái đó, đúng không? Ờ, nếu nó không thể diễn tả, không thể chia được hiện tại tiếp diễn được. Chúng ta hiểu bản chất của thi để mà loại trừ nó ra. Và ở đấy á, sai rất nhiều. Cái câu số 6 này sai rất nhiều, 18 bạn sai. Như Ngọc nói lý do tại sao em sai. Em cho đáp án nào? Em cho À, level này đó, cho đáp án này. Thầy bớt ra giờ kể là chỉ thêm mẹ ngay. Khi ta nhận diện ra thì hiện tại đơn, đừng có vội chọn A hay B gì cả. Hiện tại đơn thể khẳng định có công thức chủ ngữ cộng đồng từ nguyên thể hoặc thế mẹ hoặc e. Thì ta phải đi tìm chủ ngữ và xem thử chủ ngữ đó nó thuộc nhóm mẹt 1 hay nhóm mẹt 2. Cô đã phân nhóm để các bạn nhớ rồi. Nhóm mẹt 1 gồm có 4 yếu tố: ái, quý, díu, giấy, danh, từ, số, nhiều. Thì luôn luôn cộng đồng từ nguyên thể. Còn nhóm mẹt 2 là hí, xí, ít, danh, từ, số, ít. Thì luôn luôn cộng đồng từ phải chia. Nên ta vội vàng quá, đến đấy là vội vàng quá. Đấy, cái đề này mà ở lớp 6 khi khi ra cái đề gốc của lớp 7 A2 á thì rất là dễ. Nếu đưa vào tá lớp A1 tá làm được ngon lành. Nhưng cô loại cô chuyển sang cái dạng đề này để xem thử các bạn có hợp tập ở đấy. Và rõ ràng là rất nhiều bạn là không phân tích đến nơi đến chỗ, dẫn đến là sai nhiều. Đấy, kể cả đằng gánh này mới chưa xong thì Thảo mới nói cho nhiều rồi không sai này. Rất nhiều bạn đằng này sai. Rồi Ngọc Trấm cũng sai. Ngọc Trấm cũng sai. Trân Bảo Châu 16 cũng sai. Đấy, ta không để ý là sai ngay. Nên là khi câu dề ta đừng có vội vàng chọn. Phải xem xét. Có đáp án gần đúng nó là phải xem xét. Cẩn thận thân bao nhiêu thì cái điểm chúng ta sai nó ít bấy nhiêu. Rồi câu số 7. Bella is getting fat, so he want to loss. Now who can comment? Seven. Mời bạn Ngọc Trâm. Em chào đáp án nào? Đoàn thực cô là đáp án C. À, dựa vào đâu mà chọn đáp án C? Đoàn thực cô là béo là ít phát tính, có nghĩa là béo là đáng tăng cân. So she wants to lose có nghĩa là nên cô ấy muốn giảm cân. Lose weight là giảm cân. Đúng rồi. Con thứ bé lần này là gì?
cân bằng, đúng không? Health là sức khỏe. Mà khi nào ta có cái cụm từ cố định đó là lost weight là giảm cân. Tuy nhiên, nếu cái từ ở đáp án dễ này này, cô đưa một cái từ khác, ví dụ như cô đưa một cái từ từ happy đi, hoặc là từ fit đi, hoặc từ bất kỳ từ khác, thì ta chọn đáp án C rất là dễ dàng. Nhưng cô lại không đưa cái từ khác vào, mà cô đưa một từ gây nhiễu vào đấy. Có ai bị nhầm đáp án dễ thì comment dễ cho cô cái đó. Có ai nhầm dễ thì comment dễ cho cô đó. Có ai không chọn C mà chọn dễ, comment dễ đó. Ta ở đây ta chú ý cái từ đấy, bạn có bạn nhầm rồi đúng không? Cái từ weight mà có tơ này này thì đó là danh từ. Từ weight mà không có tơ thì đó là động từ. Nếu động từ là cấn cái gì đó, còn nếu danh từ thì là cấn nặng các bạn nhé. Nên đừng có nhầm hai từ đó. Là ở bài này có kiểm tra, vừa kiểm tra hiểu trên này rồi, nhưng mà kiểm tra cái sự nhầm lẫn giữa hai cái từ đó cho các bạn luôn. Và câu số 7 là có ba bạn sai. Bên số 7 có ba bạn sai: Ánh, Thớ, Tụng và Hà Lý. Rồi tiếp theo, cháu có nhầm không em? Cháu đọc môn môn trùng đáp án C thế. Bao giờ thì cô lại em được. Nào comment số 8 nào. You like some coffee, I'd love to. What will can do? Mời bạn, mỗi bạn comment một lần thôi, khỏi nó bảo tráng nào. Được cô cho đáp án gì? À, đáp án gì? Vì sao? Vì rằng đáp án của cái chữ I'd like to. Ừ, tại sao kẹt không được, quý không được, mà út không được? Tại vì đó là cấu trúc. À, với cấu trúc nên là do you like some coffee đúng không? Dạ. Rồi, đó là một ý kiến. Ai có ý kiến khác? Ai có ý kiến khác? Tiếp tục comment số 8 vào hộp chat. Mời bạn. Ồ, vẫn nhiều này, em nữa vẫn còn nhiều. Minh Ngọc đó, em có chọn giọng bạn không? Em chọn đọc bạn nào? Em thử cần cho đáp án ạ. Rồi, vì sao? Nếu có vì câu trả lời là ấy đưa lớp là phải chờ là phải tắt cuộc Ừ, đơ là viết tắt của út. Nên ở đấy sẽ là gì? cuộc À, út. Đó là may mắn. Biết rửa buổi nữa có chuyển sang cái đáp án khác nữa đi. À này, có thể chuyển là đáng lẽ lúc đầu là chả có cái gì ghê cả, nhưng nếu không có lúc đầu cái đề gốc mà cô ngã gửi cho cô, vì cô phân công bốn giáo viên chọn bốn khối, sẽ ra đề bốn khối, thì lúc đầu cái đề gốc của đề như thế này này, nếu mà đề gốc chỉ có từng này thôi thì chọn út cũng được và chọn cái gì cũng được, chọn cái gì cũng được, đúng được. không? Đúng. À, đủ được. Nếu đủ chiếu lái thích, bạn có thích cà phê không? Út chiếu lái là muộn, hoặc là mời mời bạn cà phê. Đây, nên đổi về câu này thì ta phải đưa nó vào ngữ cảnh. Nhưng ở đấy buổi đó là cố đừng nghĩ là I the love thì để cho các bạn định hướng dễ hơn. Như bạn Ngọc à, vừa nói đó là chữ đơ này chính là viết tắt của Út. Nhưng giả sử cố không bỏ đơ vào đấy mà cố sẽ nói này: A great idea. Đấy, a great idea. Khi nào thấy câu trả lời I'd love to, a great idea, a good idea, thì đó chính là câu đồng ý cho câu lời mời. Mà khi nào muốn nói câu lời mời với người khác á, thì người ta luôn bắt đầu bằng cái cụm cấu trúc đó là would you like. Ví dụ mời bạn ăn cơm, would you like to have dinner with me? Mời bạn cà phê, would you like some coffee? Đây. Và ở đây mặc dù có dấu chấm hỏi nhưng ta phải dùng từ some thay cho any, bởi vì câu này không dùng để mục đích hỏi, mà câu này là mời nên người ta dùng some. Chứ bình thường mà trong câu hỏi là phải dùng any. Đấy. Đó là cô nói thêm một tí cho các bạn biết. Và đấy là câu lời mời người ta không bao giờ dùng từ do đâu. Không bao giờ dùng từ do, mà dùng cái cụm cấu trúc là would you like. Nhớ nhá. Và đoạn này các bạn thấy nhầm, và trong đó có bạn bạn Tráng hay bạn nào đó nhầm rồi đấy. Câu số 8 đây, có 5 bạn. Có bạn gì đấy anh? Ví dụ bạn Trọng với bạn nào này? Bảo Ngọc, Linh Linh, Bích Sướng, Cảnh Đông. Rồi, tiếp theo câu số 9.
shall podcast to fund for disabled children. Ở rồi chín. Bảo Minh please. Em được có cô á. Nhờ, em dựa vào đâu? Em được có Dựa vào từ gì? dựa vào từ cho những người kèm Rửa cậy nữa đi chứ. Em làm vậy làm theo cảm giác kia chứ chưa chưa hiểu, phải muốn làm tròn đáp án á đây này thì em phải dựa vào từ fund. Từ fund này nghĩa là gì cả lớp? Quỹ. Raise fund là gì? như kiểu làm Gây quỹ. Gây quỹ. Raise là tăng, tăng cái nguồn quỹ. Cái này ta đã có trong cái bài ở unit 3 rồi. Chúng tôi sẽ bán một số cái biểu thiệp, chúng tôi sẽ bán biểu thiệp để mà gây quỹ cho trẻ em tàn tật, disable. Cái từ bình thường của dạy cái to be able ấy. Able này nó cả cái able này á, nó nghĩa là bằng vật khen có thể đó. Thì bây giờ người ta lại ghép ghép lại disable là không thể. Đấy là bị tàn tật đấy. Chúng tôi sẽ bán cái biểu thiệp để gây quỹ cho cái trẻ em tàn tật. Câu số 10. Hi. Và câu số 9. Câu số 9 rất nhiều bạn sai vì không hiểu được là nó đúng không? Câu số 10. Hi, to the cinema yesterday. Câu này thì dễ rồi đúng không? Câu này rất dễ rồi. Mời bạn mời bạn Mai Phương. Em chọn là bạn nào? em cô là đấy Câu này thì nào? thì quá khứ tưởng Dựa vào đâu? yesterday. Câu này cũng dễ rồi đúng không? Đã lượt quá rồi. Là câu số 10. Câu số 10 vẫn Hà Linh vẫn sai. Nên Hà Linh vẫn chưa nắm chắc về thi quá khứ đơn nữa. Mình cấu xíu dễ thôi Hà Linh ạ. Câu số 11. Sandra learning Spanish language in her free time. Ok. Look for, take up, take part in, push on. Ai làm được câu số 11, comment 11 vào hộp chat. Câu này hơi khó đúng không? Hơi khó. Nhưng đã xuất hiện trong trong bài bài đầu tiên của đã xuất hiện trong unit đầu tiên của sách lớp 7. Rồi, mời bạn có ba bạn à? Có bốn bạn à? Mời bạn Bảo Châu 7, em chào đọc bạn nào. Em được câu em đoán đáp án C. Rồi, take part in là gì? Em được câu là tham gia. Rồi, tham gia. Ai có ý kiến khác thì mời comment tiếp. Phương Nghi hoặc Phương Nghi đó. Em có ý kiến khác bạn không? Nếu không Em vẫn nhận điên vào vẫn chọn đáp án đó đúng không? không em cho nó ăn bể, Nhưng mà sao? nó ăn bể nó sai, nhưng mà hay là nó là sẽ Đáp án bế rồi em à. Đáp án bế đó. Em vẫn không biết đáp án bế sai. Rồi, Phương Nhi có trong mi trang sách sai không? không vậy nhỉ, mà em dịch đâu anh bảy không hay lắm anh à Đụng cái đấy, đấy em đụng cái đấy. Bảo cháu bảy có sao có mấy mấy hình anh bảo cháu sai đấy rồi bảo cháu bảy tròn đụng có bây giờ thì tròn khác. em bên được cô ạ, em tưởng sai nên là em sẽ trong cái sấy. Tới cái khi em làm là mình tròn bế chứ. Dạ mà em hai sai nên là em sẽ trong cái. Là một đường giải thích một đường rồi Phương Nghĩ giải thích cho cô tại sao em chọn xịt bế. Em có bởi vì em dịch bé hôm nay là có vậy học cái môn chi không chỉ chị của anh vào Ngôn thôi chứ ngữ Tây Ban Nha dạ trong thời gian rảnh rảnh rồi nhá. Vậy ở đấy này cái từ thích gặp là sau đó nó nói về một thường thường một cái hoạt động mang cái tính sở thích đấy, mang cái tính sở thích để nói về cái sở thích
của mình bắt đầu một cái sở thích nào đó hoặc là tham gia một cái sở thích nào đó. Con thích phát in á thì thường nói tham gia vào một cái hoạt động gì đó thôi, chứ không 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 ám chỉ đến cái phần sở thích lắm, mà tham gia vào hoạt động gì đó. Nên ở đấy là sẽ dùng thích ạ. À? Dùng thích ạ à? Là gần nghĩa nhất. Nhiều bạn sẽ nhầm với thích phát in. Thích phát in là tham gia vào hoạt động, mà đấy là sáng ra ra thì tham gia hay là bắt đầu cái việc học tiếng Anh, tham gia cái việc học à tiếng tiếng Tây Ban Nha trong cái thời gian rảnh rỗi của cô ấy. Và cái việc này người ta chỉ rằng cái học cái này là tham gia một cái hoạt động nói về sở thích của cô ấy, tiến về sở thích. Tiếp tục câu số 12. Look at brochure, the film at 7:30 tomorrow. Câu này cũng rất là hay. Câu này cũng rất là hay. Mời bạn Bảo Minh. Em cho đáp án nào. Em được cô, em cho nó biết là À, câu C vi sao? tại vì tomorrow là ngày Tương mai. lai, đúng không? Nên đấy là nhận định của thi tương lai, đúng không? Rồi. Có bạn nào có ý kiến khác mới comment tiếp tục số 12 vào chat. Tức là vẫn có một ý kiến khác rồi, hai ý kiến khác. Mời bạn Khánh Chí đó. Em thưa cô, em cho câu dế. Rồi, vì sao? Biết có em thấy từ lúc À, vì có từ lúc. Rồi, ok. Lúc lên nhận biết của thi hiện tại đẹp diễn, đúng không? Rồi, tiếp tục. Ai có ý kiến khác mới comment 12 tiếp vào chat. Vẫn đang con. Câu này rất là hay luôn. Và chắc chắn nhiều bạn sẽ nhầm. Nếu cô không đưa vào đây thêm 6 đi thi kiểm tra là các bạn vẫy là đặc biệt học sinh giỏi. Chắc chắn sẽ có câu này trong đề thi. Như họ chỉ đổi quả cám thành quả quả quýt thôi và sẽ đánh gục nhiều bạn ngay, đánh gục ngay ở câu này mà. Mời bạn Như Ngọc. em có là em cho đáp án Vì sao? thì vì là cái này là kiểu như kiểu là một sự thật Một sự thật à? Rồi. Mời bạn Phương Nhi. Em có ý kiến gì khác với bạn Như Ngọc không? em đang ngủ và nó cho đáp án à, nhưng mà em nghe là nếu giờ đấy nó kiểu lúc anh sẽ có đó chút xíu at 70 sao thì em cho nó ra con này lên thì cả một cái lịch trình là cũng là ở trong cái sử dụng của nhân viên khi em ở đây Diễn tả cái gì, diễn tả cái gì em lại diễn tả cái gì nó đấy. à nhìn con lịch trình nó rồi. À được rồi, đúng rồi. Ở bài số 1 bờ ở cái phần ở cái lâu giúp lúc tu ở unit 1 ta có học về thi hiện tại đơn. Những thi hiện tại đơn ở lớp 7 nó nâng cao hơn ở lớp 6 ở chỗ thế này này. Bình thường lớp 6 chúng ta chỉ học thi hiện tại đơn với ba cái cách sử dụng cơ bản thôi. Một là diễn tả hành động lặp đi lặp lại, hai là diễn tả thói quen, và ba là diễn tả chân lý. Nhưng lên lớp 7 chúng ta mở rộng thêm một cái cách sử dụng của thi hiện tại đơn nữa. Nó có ngay ở trong cái phần remember luôn các bạn ạ. Chính là cần phần thứ ba gạch gạch thứ ba trang 11. Timetables or programs. Nếu ta quên cái này thì rất nguy hiểm. Đó là thi hiện tại đơn còn dùng để diễn tả thời khóa biểu, thời gian biểu hoặc lịch trình. Và cái cách để nhận biết được câu đó là thời khóa biểu, thời gian biểu hoặc lịch trình á thì ta dựa vào những kỳ từ cơ bản này này. Nếu mà thời khóa biểu, thời gian biểu á, thời khóa biểu, thời gian biểu họ, nếu thời khóa biểu thì thường họ có từ timetable. Timetable là thời khóa biểu. À, nhá. Thời gian biểu á thì thường người ta sẽ có từ schedule. Schedule cái công việc hàng ngày ấy. Đấy. Rồi ngoài ra đấy ta đang còn có lịch trình. Lịch trình thì có từ brochure. Brochure là cái sách quảng cáo, cái tờ quảng cáo. Hãy nhìn vào cái tờ quảng cáo này. Cái bộ phim sẽ bắt giờ đâu lúc 7 giờ ngày mai. Và thường này trong đó này sẽ có timetable, schedule, rồi là brochure, rồi có thể tên cả cái chuyến tàu xe, tên phim và có giờ và có cả tương lai luôn.
Lịch trình thường lịch trình cho tương lai mà. Hiện tại nhìn thấy có tương lai này, nhìn thấy có giờ trong tương lai này, rồi nhìn thấy có cái tên lịch, có cái nhận biết của lịch trình này, thì dẫn đến câu đó ta không thể chia ở thì tương lai đơn. Ở đấy cô đưa vào đấy để các bạn là sẽ nhầm với tomorrow. Cô đưa vào đấy là các bạn nhìn vào đấy thì nhầm với thì hiện tại tiếp diễn. Mà chắc chắn ở đấy thì không hề look nhìn kia, nhưng mà ở đấy không phải hành động đang diễn ra. Đấy có phải hành động đang diễn ra đâu mà dùng thì hiện tại tiếp diễn nữa. Còn ở đấy các bạn sẽ nhiều, rất nhiều bạn để nhầm với à tomorrow đơn giản thì tương lai đơn. Nhưng đấy không phải. Mặc dù hành động chưa xảy ra sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà người ta đang đọc cái lịch trình. Ta tưởng tượng đi, người ta đang đọc cái lịch xem phim. Và khi đọc lịch xem phim mà nói cái câu đó ra thì câu đó phải thì hiện thế đơn. Nhớ nhá. Nhớ trong sách lớp 7 unit 1 khi người ta kiểm tra là không kiểm tra thi tương lai đơn đâu, mà tập trung kiểm tra hiện thế đơn. Mà nếu kiểm tra hiện thế đơn mà để nói chân lý thì ta dễ rồi. Nói về hành động lặp đi lặp lại ta rất là dễ rồi. Nhưng đến cái lịch trình này các bạn sẽ nhầm. Đó. Tại sao các bạn điểm chưa cao là bởi vì chúng ta chưa hiểu triệt để về cái nội dung mà cái ý thứ ba trong cái phần cách sử dụng đó. Và câu số 7 này, câu này là câu số 12. Đáp án là start. Có xem nào. Đó. 23 bạn trái. 23 bạn trái. Câu sớm như ngái đụng. Giơ tay có xem được không? Câu sớm như ngái đụng. Dẫn cao sớm của ai đụng. Anh thư hạ tay xuống đi. Đằng ránh Phương Nhi có đụng không em? Đụng à? Có lẽ có. Bởi các bạn câu sớm đặng nó phải đụng cả, là bởi vì khí dài với thi hiện tại đơn. Cái này cố đà cái kiểu hố mốn về hiện tại đơn này cô đã nhận mạnh cho các bạn rất kỹ rồi, thậm chí cô còn ghi cả nhận diện trên bảng rồi, mà thế mà các bạn khi xử lý câu này vẫn đứng đứng để cho sáng đúng không? Cô đã ghi trên có lịch trình này, có từ nào này, rồi là có nhận biết tàu xé này, có nhận biết giờ này đó, mà bây giờ vẫn cứ sai là quên mất cái lời giảng rồi. Khi đi thi ăn nhau là ăn nhau ở những cái câu này các bạn này, chứ hân dề dang hân dề như cái câu này thi ăn mất được điểm. Cái này đứa vô là để điểm đệ đấy, điểm đệ cho các bạn để tránh điểm liệt đấy, chứ còn ăn nhau á, đùa với nhau là đùa với nhau chỗ này này, và thử năng lực của A1 và thử ở chỗ này này, mà còn nói ra mô cao xá cả mà mới ra trong sách giáo khoa đó đúng không? Câu thứ 13. The last time I saw Jefferson Wednesday afternoon. Mời bạn Bảo Trang. Em chào nào bạn nào. Thưa cô, có mấy bà em cho nó bác sĩ. Rồi vì sao? Em thưa cô, tại vì ở đây cô chứ sao chị ái chứ sầu. À từ xó đúng không? Có từ xó. Ở đấy á, sáng nay ta sẽ học được cái cấu trúc. Cái cấu trúc đó là khi nào cứ thấy khi nào có the last time. The last time á, time là thời điểm. Last là cuối cùng. Cái thời điểm cuối cùng ái làm gì đó là vào khi nào á. Thì 6 giờ last time sẽ cộng với chủ ngữ, sẽ cộng luôn luôn cộng với VP thì quá khứ. Rồi sau đó sẽ cộng was luôn luôn, sẽ có từ was luôn, cố định was luôn. Và cộng với khoảng thời gian. Khoảng thời gian hoặc là mốc thời gian. Đó. Đã dịch ra ở đấy là lần cuối cùng ai làm gì đó. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Jefferson là vào cái chiều thứ tư. Nó là vào chiều thứ tư. Và cái là này là cái điều trong quá khứ rồi, miêu tả trong quá khứ rồi thì ta dùng quá khứ đơn. Và ở đấy là đương trước này là ở dạng số ít nên to be sẽ là was. Cái mình đây là dạng số ít. Có những chủng dạng số ít. Rồi ta sang câu số 14. People usually live on the street under the bridge and in camp. Mời bạn đánh thơ. Đi em. Nhanh nhé. Em thấy cô là bảy. À, homeless là gì?
Rồi dựa vào đâu? À, này thì trả được câu là lá hồi ngủ ở đường với dăm câu ở Ừ, học trong lều đúng không? Lều trại, đúng rồi. Người vô gia cư thì thường ở trên đường phủ này, ở dưới gầm cầu này, hoặc ở trong các cái lều trại. Thì ở đây ta phải chọn là homeless. Còn sick là người ốm, elderly là người già, disabled là người tàn tật. Đấy, chú câu ơi, số 13, 13, 14 cũng sai ít đúng không? em Nhưng mà bộ vẫn... nó chân bề đụng mất khổ nằm mà để lên xài khổ. Hiện tại là bởi vì trong quá trình em làm rễ rễ cấu sáng nó bị lồi, khi em làm từ cấu này chuyển sang cấu khác nó bị nhảy đấy, thế đáp Dạ. án trái mất vì cần cờ lợp đụng mà chắc mình sai thì có hai mấy người sai thì cấu đáp án không sai đâu. Còn ví dụ như là này này, có ba bạn đụng cái cấu như thế mà có ba bạn đụng 34 bạn sai thì đáp án có vấn đề. Rồi câu số 15, see the flowers very beautifully, the object is the rose. Flowers very beautifully. Câu 15. Câu 15. Mời bạn những bạn nhân vật khác nữa nữa. Một số bạn rất tích cực nhưng một số bạn trầm quả. Đấy là không biết để mà, không biết để mà nói. Mời bạn Bảo Minh đó. Em chào nào bạn nào. Em thưa có là em chọn bỉ. À B. Rồi em hiểu thế nào, câu này hiểu thế nào? Em thưa có là tấn ngư luôn đứng Đúng sáng cổ. rồi. Họ hỏi tấn ngư là gì? Object là tấn ngư. Đúng không? Đã học cái bài điểm ngữ pháp của Unit 2 ấy. Điểm ngữ pháp trọng tâm đó là câu đơn. Và cô cũng đã ở trên lớp học rồi và chúng ta cũng đã phân tích, đã làm cái dạng bài này ở trong học online rồi. Họ cho một cái câu đơn như vậy rồi tìm cả cái thành phần. Nhưng ở đây họ nói là hãy tìm cái thành phần tấn ngữ. Mà tấn ngữ thì nó đứng sau động từ đúng không? Trả lời cho câu hỏi ai cái gì thì đấy là flowers. Đó. Thì hiểu được cái đáp án là như vậy. Có 15 còn 5 bàn sai. Đằng ránh rồi là lám dáng ông án ha lính và Thảo Nhi quên mất cái phần này. Phần này ta giảng, cô giảng rồi, ta đặt làm bài tập tương từ rồi mà bây giờ các bạn quên mất. Sáng câu 16, 17, 18 là câu giao tiếp. Câu giao tiếp là có hai nhân vật nói chuyện với nhau trong cái tình huống ngực, trong cái tình huống hội thoại cụ thể. Ta phải thường họ sẽ cho một lời thoại, còn một lời thoại nữa bắt chúng ta điên. Thường sẽ là lời thoại đáp được điên nhiều hơn là lời thoại khởi sự. Câu số 16. Ok. Câu số 16. Mời bạn Phương Nhi. Em cho nào bạn nào. Vì Xí không em? Rồi vì sao? em rồi có là bởi vì là em dùng phương pháp là trơ mẹ cậu ở mẹ cậu á là không nghe nó kiểu anh chạm quả À chẳng quả bé thì con bé là nó dày quả quả ừ, vấn đề là gì? con dễ là tôi không thích nó mà kiểu nói mẹ cậu này người ta đang khỏe mà nói mẹ cậu này kiểu vô duyên này. Nó gần thì vô duyên. Tại sao lại like the red work là gì? Em nghĩ là nó là một công việc rất tốt. Đó cái cấu độ nó nằm ngay ở đâu trong sách giáo khoa? Getting started by bả. À đúng rồi, phần chủ đề của cái bài hội thoại giữa Minh và Tố đúng không, và chủ đề là sao like the red work, một cái công việc nghe thật là tuyệt vời. Vậy chúng tôi trông rau ở trong vườn trường và hiến tặng nó cho các cái trung tâm vô gia cư. Vậy nếu mà nói mấy cái câu này thì mang cái tính tiêu cực, không phải là đáp lại khen người được loại. Đúng rồi, chính xác rồi. Ok Thùy Anh về xem lại video cho cô. Câu số 17, câu 16 của mình bàn sai chứng tỏ là dễ đúng không, đúng các bạn hiểu. Câu 17, I have a fever and a runny nose. Nào, có 17. Mời bạn Hiên Nhi. Em thật có là đáng xế. Rồi, vì sao? Vì em dịch cái câu trên là tôi đang bị sốt và chảy nước mũi thì bạn nên dùng thuốc và nghỉ ngơi. À, đúng rồi. Người ta đang nói gắn bệnh, biểu hiện gắn bệnh của mình thì người này khuyến là đưa ra cái phương pháp chữa trị đó là uống thuốc và
nghỉ ngơi. Ok. Number 18. Number 18, you can. 18. Mời bạn Ngọc Trâm. Dạ, thưa cô là bé. À, vì sao? Thưa cô là Nick hỏi là What is your favorite hobby? Có nghĩa là Bạn là gì? sở thích của bạn là gì? Thì vẫn phải trả lời là I like science, có nghĩa là tôi thích khoa học. Thế còn ví dụ như đang nói có football này đấy, có lái football này, tại sao không chọn? Thực cô là bởi vì không thể nào cũng phù hợp đúng À không? đúng rồi, không thể thích nó thích bây giờ được. Ở đấy cái cầu, nếu mà cái cầu này ta nói là tôi muộn để đá bóng bây giờ, tức là một cái móng muộn bình thường hiện tại đó. Còn đấy người ta đang hỏi một cái sở thích yêu thích của bạn là gì thì nói là I like science. Rồi con á vì thế thì ta loại đầu tiên đúng không? Cậu 17 của hai bàn sái, cậu 18 lắm. Rất nhiều bàn sái này. Nó còn có Như Ngọc này, Như Ngọc nhâm thế nào rồi em? Nhâm về câu nào? Nhâm cái câu hỏi Nhâm câu hỏi. Em cho tưởng nè. họ Ớ? tưởng Được. họ hỏi là khi muốn thể thao rồi thì Yêu thích, rửa là sáu đó là em nói là football đúng không? Đấy là cái sở thích yêu thích. Có thể mình có nhiều sở thích, nhưng mà trong nhiều sở thích đó có cái sở thích nào là mình yêu thích nhất? Đây, thì ở đấy là sở thích yêu thích. Đứa là nhiều bạn vẫn cứ tròn 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 xế. Bình thường cái đáp án của nó này, nó khó hơn là không có từ nào này vào này, đứa nào. Đó. Nhưng mà nếu cũng có từ nào vào thì các bạn sẽ nhầm với cái này này. Nên là cố dùng từ nào vào đấy luôn để các bạn nhận diện. Đấy chỉ là một cái ý muốn tức thời thôi, chứ không phải là một sở thích lâu dài. Nên ta loài ngay. Áo phải dễ loài ngay nữa. Thì bơ con lại là đáp án B. Đó. Câu 19 là tìm câu đồng nghĩa. Tìm câu đồng nghĩa. Đó, ok. Mời bạn Hoàng Tùng. Em chọn đáp án nào? Yeah, teacher, em cho nó bạn sẽ. Rồi, vì sao? Bài về là mấy thứ khác là kiểu ghét không thích. À đúng rồi, đi test là gì? Đi test là gì? Không, nó ghét. Cực ghét đúng không? Cực ghét Ghét. này, không thích này, ghét Không. này. Mà in cho tật in là gì? Yêu thích. À yêu thích, nó sẽ bằng nghĩa, gần nghĩa với từ adore. Adore. Trong cái đề gốc đó, trong đề gốc lúc đầu thì cái đáp án là enjoy. Enjoy thì quả dễ rồi đúng không? Enjoy thì quả quen thuộc với các bạn rồi. Có muốn thử cái từ mà lạ hơn? Có thể là fancy, có thể là adore. Rồi có một đứa vào thêm đi test để các bạn là có thể là những bạn nào không nhớ được, không học được là sẽ không làm đã được. Vậy có 19 như thế nào? À, vẫn cứ có bá bàn sái, không nhớ được. Không nhớ được từ, không nhớ nghe được từ thì suy ra được. In chất tật in là yêu thích thì nó bằng với adore, bằng với fancy, bằng với like, bằng với love. Đấy, thì đó là những cái động từ đồng nghĩa. Rồi, ngược lại ở đấy là tìm từ trái nghĩa. Tìm từ trái nghĩa. Ok, Bảo Châu. Câu 20 nào, câu 20. Mời bạn Bảo Án đó. Em chào nào bạn nào. Không được coi em cho nó dễ. À, đáp án dễ. Vậy như thế nào mà trái nghĩa? Dạ em thử có là pick up là nhập, control là ném. À, đúng rồi. Pick up là nhặt, mà cụ thể pick up rubbish là nhặt rác. Cái từ rubbish này của giày nó còn có từ garbage, còn có từ trash, nó còn có từ trash, nó còn có từ litter. Ta nhớ nhớ thêm, ta nhớ thêm để sau này tìm từ đồng nghĩa ta còn nhớ nhá. Pick up rubbish, pick up garbage, pick up trash, pick up litter. Trong sách giáo khoa thì họ cho chỉ từ litter này, nhưng ta nhớ thêm những từ này là đồng nghĩa với nó. Còn ở đây ta đang tìm từ trái nghĩa với từ pick up. Từ pick up. Nhiều bạn là rất nhanh. Đâu chả pick up chính là collect, thu nhận. Nhưng mà đấy là rõ ràng trái nghĩa cơ mà. Trái nghĩa nên ta phải chọn là throw. Câu câu 20 này.
đó. Úc ô rồi lâm sáu mất đê có bình nhâm đúng không? Thôi em chưa thức đầu của Em vẫn đang thơ đâu à, rồi thì có lẽ là đê bình nhâm vì đến 31 bằng sái mất. Ta sẽ kiểm tra lại nhá. Ta kiểm tra lại. Khi một cái cầu mà cơ bản dễ mà nhiều bàn sai mà ít bàn đụng thì có thể D có vấn đề. Câu mấy hay? Câu mấy hay? 20. Đấy, mới. Ta sửa bên kia đi. Ta sửa bên này. D bị sai đúng không? D phải chuyển sang dế mới đúng. Nên những bạn mà làm câu đó đúng thì máy nó tự động còng lên điểm cho các bạn. Còng lên 0,25 điểm nữa các bạn nhé. Rồi, điểm ta tính sau. Còn bây giờ tiếp tục để chữa bài cái đã. Từ câu 21 đến câu 25 là tìm lỗi sai. Nào, she has a sore throat yesterday. So she didn't go to school. Câu này khá dễ. Nào câu 21 hãy tìm ra lỗi sai. Câu 21. Mời bạn Kiều Trang. Câu 21 sai ở đâu em? À, sửa lại thành gì? Hẹn À, hat. Vì sao? Thì nào đấy? nó có lần thi qua khỏi À, vì có giấy tờ đấy, đúng không? Nên hat. Câu này khá dễ. Câu này chắc là ai cũng làm được. Tiếp theo. Câu ấy một này. Vẫn cứ có sáu bàn sai. Câu gì vẫn có sáu bàn sai. Câu 22. Don't you eat too much ice cream because it can make you fat. Câu 22. Mời bạn bảo chống với sáu. em thưa cô, em cho anh sấy Ừ, vì sửa thành gì? ít cô À, vì sao? vì sáu đồn không được công tú Sao đâu luôn luôn còn cái gì nữa? Động một từ nguyên thể đồng có. À, động ừ. từ nguyên thể. Đó. Đó, đấy là dạng cầu chỉ đế. Từ đấy Rằng lân chuyển của à, có mình lệnh phủ định. Đừng có ăn quá nhiều kem bởi vì nó thì làm cho bạn béo. Cấu mệnh lệnh phủ định luôn luôn bắt đầu bằng đốn và sau đốn phải cộng đồng từ nguyên thể nên sai ở tu ít phải chuyển thành ít là câu 23 vẫn còn nắm bàn sai đang gánh chú ý nha. Câu số 23. I phone my cousin in the countryside ago 2 hours. À, câu số 23 mời bạn Ngọc Trâm. Còn thưa cô là Trả đáp án nào? như Rồi sửa thành gì? two hours ago À, phải sửa thành two hours ago. Bởi vì ago luôn luôn đứng cuối câu và đứng sau khoảng thời gian. Nó không bao giờ được đứng ở giữa, được đứng trước mà còn luôn luôn đứng ở sau. Câu đó cũng câu dề. Câu 23 vẫn cứ có đến nắm bàn trái. Rồi câu tiếp theo. We can keep healthy by each well and exercising regularly. Cô nhìn lượt đứng dưới dạy bàn sái nhiều lắm. Câu 24 sái nhiều lắm. Tìm không ra được. Câu 24 nào. Mời bạn Như Ngọc. Chỉ có ba bạn phát biểu hôm nay. em thưa cô là Đừng để bỏ. em thưa cô là Đừng để nghe em chọn đáp nhầm án chứ nhầm. B Đáp án B. Em sửa thành gì? Eating À, vì sao? hai Nếu em mà bởi thấy vì là exercise bỏ sinh bàn thêm sáng khỏi mình. à, thấy chia sẻ sinh thế mình đến đoạn này thế mình có cách giải thích khác nữa giả sử cũng chó đâu không chó đoạn sau này có cách giải thích nữa
Mới Phương Nhi nói nó tại sao ở đó ít phải chuyển thành ít tính. Phương Nhi, Em rơi phải cô ạ. em chọn sai à? Em cho anh cô ạ. Là sáng, À. là sáng. Ngọc chọn đúng rồi, giải thích cùng đúng rồi. Cô hỏi là tại sao ít lấy sai và chuyển thành ít tính, thì Ngọc bảo là bởi vì thầy có x đứng sau có x sai sinh nổi bởi từ n thì đứng trước động từ thế mình, hoàn toàn hợp lý. Nhưng bây giờ cô nói giả sử cô không cho từ n ở đấy thì tại sao ít chuyển thành ít tính. Mời bạn Hồng Sáng. Bình thường của nó bởi vì sau bài nó cũng hiện một phước tình. Ừ, tại sao sau bài đây còn đông tư thế mình? Cô dạy thế nào? Nghĩ là bài nó một cái cố mình không mình. Rồi. Mời bạn Ngọc Hà. Nếu có là sáu một giới tư ta thêm một bình. Trừ trừ giới tư gì? Giới tư lại. Trừ giới tư gì? Sáu tất cả các giới tư thì có động từ, động từ phải thế mình. Trừ giới tư gì? À đúng rồi, cố là từng ngày rồi. Theo sau tất cả các giới tư, nếu có tra theo sau tất cả các giới tư mở ngoặc trừ giới tư tú. Giới tư thì ví dụ on này, at này, with này, from này, about này, up này, by này, rồi là for này, with này, vân vân. Đó là giới tư. Cứ thấy bất kỳ giới tư nào các bạn ạ, chỉ trừ cho cô một giới tư tú thôi. Được chưa? Cứ thấy giới tư xuất hiện mà đằng sau có động từ thì động từ luôn luôn thêm ing. Đấy, ở đây thì chỉ có bạn Ngọc Hà là nhớ được cái ý này của cô. Rồi, tiếp theo câu số 25. Hòa dislike to learning English grammar. She think it's a very difficult. Mời bạn đăng danh. The teacher dạy đi Sửa thành gì? learning Tại sao? có tình cái yếu có đồng vị yếu vẽ dislike Có dislike thì sau đó luôn luôn là động từ thêm thì mình rồi. Sáu nắm cái từ yếu ghét, có nắm từ thế nhá. Một là adore, hai là fancy, ba là enjoy, bốn là dislike, năm là detest. Cứ thấy nắm cái từ đó mà có động từ đằng sau thì chỉ có một dạng, đó là dạng động từ thế mình. Cô kiểm tra lại câu 24 và câu 25 của các bạn. Câu 24 là 19 bản sáng, câu 25 vẫn đứng có 10 bản sáng. Rồi. Đã thể chuyển sang chưa cái phần ngữ pháp trước các bạn nhé. Chưa phần ngữ pháp trước. Còn phần phần bài văn chúng ta về, chúng ta xem nghiên cứu. Còn chưa phần ngữ pháp để chúng ta áp dụng vào cho phần bài thi. Vì bài văn là thi trên đúng trụng. Chỉ có ngữ pháp thì sẽ trụng giả. Câu số 36, ai làm được comment 36? Mời bạn Minh Ngọc. Câu 1 em, câu 36 em cho đáp án nào? em thử của em cho đáp án A. Rồi, vì sao? Em thử có vì thì in giỏi đông người với từ interested in. À, đồng nghĩa với cái cụm từ be interested in thì bằng với enjoy. Đúng rồi. Còn dislike thì nó ngược rồi. Bí gì bần rồi cũng được, hết này cũng ngược rồi. Nên là chỉ có hai cái này nó mới có đồng nghĩa nhau. Và là cô ấy thích, thích chơi cờ vào thời gian rảnh rỗi thì đừng dưỡng thích, yêu thích. Đúng. Câu số 37. We should exercise regularly to stay healthy. Câu 37. Câu 37. Mời bạn Bảo Trang. Tôi còn cho nó sấy Vì sao? vì dịch ra thiên đông về về cầu đây Tại gì bằng cái gì? yeah, Suốt shoot bằng bằng cái out gì? Auto out tú thế đó. yeah. Suốt bằng cái auto tú. Còn mát thì không thể được. Mát là phải, ông đông về đỡ được. Còn đấy suốt nó lại là ngược rồi. Đúng không? Khén này là chỉ khả năng rồi. Câu số 38. Câu số 38 mời bạn Hồng Ngát. Câu 38 em chọn nào bạn nào?
Không ăn rồi Dạ đấy. Gặp bạn dạ nào? em mà dạ em thưa cô là cô ạ. À, chào cô á. Rồi, vi Dạ 6. em thưa cô là với tư lại cũng đông người vậy là tư phải rồi nếu có Ừ, dịch rồi. là thì nó cũng gần giống như nhau á. À rồi. Có ai có ý kiến khác bạn thì tiếp tục comment, còn không thì dừng lại. Vậy là vẫn không còn. Mời bạn Bảo Châu. Em nghe cậu đáp án chạy qua Ừ, vì sao lại vậy? ta với nó có cái cậu trục mỏ bao quạt cho hai vừa đi phụt ngọt cả. À, chả có bao giờ có từ mốt nó nằm ở đấy cả. Các bạn ạ. Mốt này là bằng với bé nhất. Khi nào dùng từ like thì mới dùng từ mốt hoặc like bé. Chứ không bao giờ người ta dùng là bởi vì cháu gió này là một danh từ hoặc cụm danh từ thôi. Chứ cái mốt này là tính từ hoặc trang từ đấy mà. Nên không thể dùng được vào đấy được. Không bỏ mốt vào đấy được. Mà cả cái favorite này này nó bằng với like mốt hoặc like bé. Thích nhất. Thích nhất thì bằng với sở thích. Cái thức ăn nào thì bạn thích nhất thì bằng với là cái món ăn hoặc là thức ăn yêu thích của bạn là gì. Nên ở đấy là bạn thưa bị nhầm ở cái chỗ là chỉ giữ từ lái bằng với favorite mà không biết rằng từ mốt bỏ vào đấy là nó thưa. À, có lẽ cũng sẽ có bạn những bạn nhầm như thế đúng không? Cậu 36 à? Ố 36 đâu ấy đúng gắn đấy. À 38 chứ. 38 à, 7, 19 bạn. Chắc là giống như bạn bạn không ngán cả thôi. Rồi mời câu 39. Câu 39. Mời bạn. Mời nhá Thảo Nhi. Câu 39 em chọn đáp án nào? Hoàn thành câu, mong thư gửi. Em thưa cậu là cậu bà chị em chọn đáp án giấy. Rồi vì sao? Vì Em thưa sao cậu không chọn là á? Vì sao không chọn á? với á thì không bao giờ có câu trục là vợ 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 có thái công vợ tú vợ không. Rồi. Anh có ý kiến khác thì mới comment 39 tiếp. Mời bạn Ngọc ha. Em chọn là bạn nào? Em thức cố là em cho đáp án ấy. Rồi, rửa tay sao không cho nó bên dế? Giấy là 6 bì là một tu vợ. À, đã nhớ cho cô này, cái đặc điểm của từ begin và từ start, begin và start đều nghĩa là bắt đầu cả. Sáu nó có thể cộng đồng từ nguyên thể có tú hoặc cộng đồng từ thêm ích, như nhau hết. I begin playing hoặc là I begin to play đều giống nhau. Nên ở đấy không bao giờ sáu begin mà cộng đồng từ nguyên thể cả. Chỉ có sáu đồng từ khuyết thiếu mới cộng đồng từ nguyên thể. Chia 6 động từ thường này không thể có động từ nguyên thể. Nên đáp án này phải là đáp án loại đầu tiên. Đúng không? Còn ở đây bên này was mà bên này ở hiện tại thì cùng loại. Còn bên này hiện tại mà bên này quá khứ đấy ta cùng loại. Nên chỉ còn đáp án A là phù hợp. Đây, em nhầm ở cái chỗ từ begin, began em ạ. Câu 40 mơn bạn Đinh Trọng. Em chọn đáp án nào? Dạ. Em thưa cô, câu 40 em chọn đáp án. Thế khỏi. Ai làm được câu 40 mới Dạ. comment. À đáp án dễ, vì sao? Tế. À bé à, rồi vì sao? Dạ vi. Em loại trừ thế nào hoặc cách nào để mà chọn? Dạ em nghĩ là cái mình sẽ chỉ ở hiện tại đến. À chia hình thầy đớn, đúng rồi. Cả bốn câu này đều chia hình thầy đớn. Với cả nó thêm ép. Ở đây B mới có S. Ép đó cô. Ừ. Em cho là bạn nào? Bé ạ. À, B. Rồi. Ai có ý kiến khác bạn mới comment vào số 40 vào hộp chat. Câu này câu hay đấy. Và câu này cô cũng từng giải thích rồi. Cái kiểu gấu như thế này cô từng giải thích rồi. Chỉ là các bạn không nhớ để lập luôn đó. Mời bạn Như Ngọc. Câu số 40 em chọn là bạn nào?
Chọn lớp văn ạ. Rồi. Vì sao không chọn đáp án C? Rồi, vì sao cho nó con á? Vì Không. Chọn được, giải thích được. Mời còn Ngọc Hà đi. Ngọc Hà giải thích nào. Em chọn có giọng bàn 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 như Ngọc không? Có chọn đáp án A không? Vì sao? nhà cổ Rồi, vì sao? của là vì động từ bắt đầu bằng gốc ấy là một danh từ không đếm được, mà một danh từ À, không động từ bắt đầu thì mình đọc chức năng gì đấy? Chức năng gì đấy? ngữ Tấn ngữ. là chủ ngữ. À, động chức năng chủ ngữ. Đây này, ở đấy này, từ chỗ này đến đấy đều là chủ ngữ này. Vậy chủ ngữ có bao giờ bắt đầu bằng động từ nguyên thể không? Không Không, không, không bao giờ có động từ nguyên thể mà sẽ là động từ thế mình. Mà động từ thế mình động chức năng chủ ngữ thì nó bằng với chức năng của từ gì? Của loài từ gì? Nó cái thật sự vẫn hơi quay quay là này giải thích tân ngữ đứng sáu kênh nhé. Nhớ này, bây giờ cả lớp cái câu này hơi khó, cố là từng giải thích chứ câu này các bạn chưa hiểu thì mới giải thích. À, cái động từ thế mình trong cái tiết mà động từ yếu ghẹt, nói đến động từ thế mình cô đã dạy các bạn rồi đấy. Động từ thế mình khi nó động chức năng chủ ngữ hoặc tấn ngữ hoặc bổ ngữ là khi nó có chức năng rộng như một danh từ. Vậy đối với chức năng chủ ngữ của động từ thế mình thì nó rộng với danh từ số, danh từ không đếm được. Mà danh từ không đếm được thì nó luôn ở dạng số ít. Luôn ở dạng số ít thì không bao giờ được cộng động từ nguyên thể, nên đáp án này là loài. Đáp án này cùng loài rồi thì còn loài đáp án này. Nó nói lên tâm việc ta dịch là cái việc tập thể dục thường xuyên. Đó, cái việc tập thể dục thường xuyên giúp cho bạn sống khỏe mạnh hơn. À, và cái việc này là không đến được nên nó số ít nên cộng đồng tư thế mẹ. Vậy hôm nay cô chừa cho các bạn cả cái câu liên quan đến từ vựng ngữ pháp, con cả cái câu bài đọc, và con cả cái câu liên quan đến phần bài đọc thì về nhà ta tự nghiên cứu các bạn trả lời nhé. Điểm thì lấy hết rồi đúng không? Con này chưa có điểm thì tí nữa cô bổ sung vào. Thời gian là hết, có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Hơi buồn nhưng mà ta chịu khó để ta học cho nó là lẹ. Không có Ồ. bạn đâu. Bảo Trang nói đi em. Em với nhà bà cậu đã làm được 8 điểm của Cái nhảy này thì như phải em phải chấp nhận em ạ. Cô cùng hiểu nhưng mà khi làm em phải quan sát. Phải làm phải quan sát thật kỹ trước khi nộp bài. Khi quá trình làm là em chuyển, do em chuyển tay ấy, nên là nó sẽ bị nhảy. Nên là bây giờ cái rút kinh nghiệm cho tất cả các bạn là khi làm câu nào ở trong trong ai cho ta, ta nên ghi vào chỗ làm, ghi vào vở. Làm câu 1 được mấy? 1C, 2B, 3 gì đó, ghi vào vở. Xong bắt đầu trước khi nộp bài 5 phút, 3 phút, ta sẽ nhìn vào vở với đối chiếu bên máy xem thử có bị nhảy hay không. Rồi sau đó mới nộp bài. Chứ bây giờ bạn nói bị nhảy thì cái bạn khác cũng sẽ nói bị nhảy được. Bởi vì là bụt xá thì gà chết mất. Nên là cô không thể cộng điểm cho em ở đấy được. Em chấp nhận nhé. Rồi kinh nghiệm lần sau nhé. dạ vậy Không. là có cái câu khi nào là các bạn được không không phải làm điểm được cô. Ai được cộng không phải hài lắm cả. Thì buổi 6, đâu buổi 6 ta sẽ check để cộng điểm lên. Còn buổi nay ta nghỉ để ta học bài ôn thi cho các bài khác nữa nhé. Con có ghi nhận tinh thần của em là làm đúng 3 câu đó. Nhưng mà điểm thì phải chấp nhận cái điểm của đó để con 6 rút kinh nghiệm. Chứ bây giờ không 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 thể cộng điểm cứ dựa vào máy ta làm. Con sai chỗ nào, đối với cái câu nào sai cả lớp được cộng điểm thì ta sẽ cộng điểm lên. Hôm sau check lại đáp án ta cộng điểm lên. Còn cái điểm tối hôm nay, thôi được. Đã biết như vậy được. Rồi, bây giờ các bạn nghỉ đi. Ok, time's up. Goodbye, see you again. Và đi chơi. Have a good night.